Giá vàng hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2024 trên thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông lên cao, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá vàng trong nước chốt phiên ngày 12 tháng 4, giá vàng miếng 4 số 9 NGC thành phố Hồ Chí Minh là 82,5 triệu đồng một lượng mua vào và 84,5 triệu đồng một lượng bán ra. SGC Hà Nội niêm yết ở mức 82,5 triệu đồng một lượng mua vào và 84,52 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 82,8 triệu đồng một lượng mua vào và 84,8 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Thành phố Hồ Chí Minh mua vàng SJC ở mức 82,8 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 84,8 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế. Giá vàng trên sàn Kisco lúc 20 giờ 30 ngày 12 tháng 3 theo giờ Việt Nam ở mức 2.396 đô la Mỹ trên một ounce, tăng 1% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 6 năm 2024 trên sàn Comix New York giao dịch ở mức 2.415 đô la Mỹ trên một ao. Thị trường vàng tiếp tục nóng khi căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng. Israel chuẩn bị kịch bản bị Iran tấn công. Trong khi đó, Iran thề sẽ trả thù Israel sau vụ tòa lãnh sự Iran ở thủ đô Damascus của Syria bị tấn công hôm ngày 1 tháng 4. Tin tức này có thể sẽ thúc đẩy một số hoạt động mua vàng trú ẩn an toàn vào cuối tuần. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số sản xuất đã tăng 0,2% so với tháng trước trong tháng 3 năm 2024, thấp hơn so với mức tăng 0,3% mà các nhà kinh tế dự đoán. Các nhà đầu tư đang bắt đầu chấp nhận khả năng làm phát có thể kéo dài hơn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục kiên nhẫn, chưa đảo chiều chính sách tiền tệ. Các dữ liệu kinh tế chỉ ra rằng làm phát hướng tới mục tiêu 2% có thể quá khó khăn đối với Fed. Các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay sau cuộc họp vào cuối tháng 7 năm 2024. Lực mua vàng rất lớn nhờ vào sự hỗ trợ của các ngân hàng trung ương. Gần đây hoạt động mua vàng của Trung Quốc tăng mạnh. Vàng vẫn là tài sản hấp dẫn đối với các ngân hàng trung ương khi thị trường tiền tệ toàn cầu đang ngày càng bị chia rẽ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện đang ở mức khoảng 4,6%. Dự báo giá vàng Francisco Blank Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và phái sinh tại công ty chứng khoán Bank of America cho biết, vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và các yếu tố kỹ thuật. Ngân hàng HSBC nhận định căng thẳng địa chính trị tác động tích cực tới giá vàng. Các cuộc bầu cử trên thế giới năm nay khiến giá vàng biến động trong khoảng 1927 đến 2.500 đô la Mỹ.